quay phim nè lên. Dạ. Chứ mày mốt vài năm nữa là quý phim lắm á. Ngày sướng ra đi có người quay phim cho. Cái là cởi bộ chưa? Dạ, dạ chưa. Chưa, con chưa biết cho đó. Ngày sướng ra đi có người quay phim cho đó. Đem con đem vui nó ra mang được xuống nhà hàng. Anh chiêu chiêu. Ô. Dạ dạ. Em mới lấy cảnh này nè. Dạ dạ. Dạ. Hết này nè. Chụp chụp đi chụp. Chụp nữa lại chụp đẹp đó. Cảnh cái này đẹp nè. Nữa. Lấy hết đẹp. Đấy. Nói cái nữa lại chụp cái chỗ này đẹp nè. Cảnh này đẹp. Thấy không đang đẹp. Không? Không biết lại chưa. Đang đi tàn tàn tới kìa. Mình đứng chỗ này nè, mình chụp lấy nguyên này nè. Giống như nước ngoài vậy đó, mình đi nước ngoài. Đem này lên giá. Chụp nhiều rồi, tập trung cả hàng nhau. Tập thể hết. Rồi vô. Rồi vô, gia đình vô. Vô cái này lại hả? Để mình lấy cái cảnh tí nè. Cái này thôi. Thì bởi vì che đó được không? Đứng sao? Đặng Hoàng Minh tập hợp. Đặng Hoàng Minh. Vô sẵn. Đứng sẵn. Đồng đạo. Đứng này chụp lấy nhà. Đặng Hoàng Minh tập hợp. Lên. Cho vô lên hình chạy dựng. Lấy con. Lấy đi đổi liêm ra. Giống như nước ngoài vậy. Liêm bỏ máy vậy hả liêm? Đó. Mọi cái vẫn nhiếp ảnh viên ta biết sao mình cần dồn không? Có cần đôn vô không? Số 1 quay ra ngoài đi để số 0 thuộc đằng sau cho. Đúng rồi chị. Nói che lại bớt nửa của mình mà. Chứ nên nhìn cũ rồi con nhìn cũ. Rồi. Sống bao nhiêu anh cổ? Hả?
Ông quay điện thoại nghe anh cổ. Ê, mặt trời không? Ngược nắng. Đâu rồi, iPhone 10 đâu?